Toàn thể các bác, hôm nay shop Tuấn Lan lại xin giới thiệu các bác một mẫu áo liền mũ dành cho các bác chuyên nuôi ong mật. Đấy, dành cho các bác có thể quay ong mật trang trại hoặc gia đình, hộ gia đình thì nên mua một chiếc áo liền mũ của cơ sở chúng tôi. Thì hàng này rất là nhiều. Thì hôm nay tôi cũng xin giới thiệu luôn. Đây là một chiếc mũ các bác nhá, mũ rời. Đấy, cơ sở chúng tôi là đây mũ rời. Mũ rời này thì cơ sở chúng tôi có hàng cũng mới về thì cũng giới thiệu luôn. Đấy, còn đây là cái chiếc áo áo đền mũ thì bên tôi cơ sở hàng cũng về rất là nhiều, thì tôi cầm một chút tôi giới thiệu các bác luôn. Đấy, thì hàng thì vải thì là vải bằng kaki các bác nhá, đây vải chất liệu bằng kaki. Đấy, chất liệu kaki. Đây là một cái chiếc mũ áo đền mũ đây các bác ạ. Đây trên này là một mũ vành thì nó làm bằng bằng khung thép các bác, rất là chắc chắn. Còn đây là cái mảnh lưới chống lóa màu đen nhá các bác. Đấy, còn đây là nó làm, nó thiết kế là một cái khóa. Đấy, các bác có thể là giải lao hút thuốc, có thể cởi ra hút thuốc hoặc uống nước vô tư, nó sẽ gọn ghẽ. Đấy, thế còn dưới này thì nó là có một cái túi các bác á, có thể đựng cái thuốc lào hay thuốc lá gì đấy hoặc là bật lửa các bác trang bị đi làm. Thì đây là ở dưới này nó có một cái dây chun, nó kiểu như đai, nó bó lại người. À, bên này cũng vậy các bác, ở cái ống tay này cũng có vậy như thế. Đấy, thì nhìn thì nó rất là lịch sự. Đấy các bác nhé, màu dàn di. Đấy, thì tôi cũng xin giới thiệu luôn. Đấy, thì cơ sở chúng tôi thì nhận ship hàng toàn quốc. Các bác đặt hàng thì cứ alo trực tiếp với số điện thoại của shop, luôn luôn để bên tiêu đề. Hàng rất là nhiều, hàng cửa khẩu, dành cho các bác có nhu cầu nuôi ong mật, quan tâm sản phẩm thì cứ alo trực tiếp đến shop. Đấy, thì đây tôi cũng nhờ người mẫu của tôi đặt coi như là mặc thử một chiếc áo liền mũ đây các bác nhé. Đấy, hàng rất là đẹp, người thì cứ cao 1m6, hơn 1m6, mặc vừa vặn, em 1m67 nhá, mặc rất là thoải mái, rộng rãi luôn nên là rất là đẹp. Đấy, dành cho các bác chuyên nuôi ong mật, quay ong mật thì các bác mặc một chiếc áo này là rất là yên tâm, không sợ ong mình nó có thể giữ quá nó đốt. Đấy, như thế này là các bác ok rồi. Đấy. Đấy, thì em cũng nói luôn với các bác là giá thì bên shop đang giá bán công khai luôn, là một chiếc áo liền mũ như này là bên shop em bán là với giá 180.000 đã bao gồm cước phí cho các bác về tận nhà. Các bác kiểm tra hàng trước khi gửi tiền cho nhân viên bưu điện bên em. Đấy. Hàng chất lượng đảm bảo luôn cho các bác. Vâng, xin cảm ơn các bác và chào tạm biệt các bác. Các bác đừng quên đăng ký những video mới nhất của shop, những quảng cáo video hay nhất, những video cập nhật mới nhất thì các bác cứ ấn vào đăng ký và ấn vào quả chuông thì các bác được cập nhật những cái sản phẩm nhất của bên shop bên em. Vâng, xin chào tạm biệt các bác nhé.